tin tức tinh túy, kênh tin tức số 1 Việt Nam. Cụ ông 93 tuổi đánh chết vợ 89 tuổi, nỗi say dứt, tôi vô ý mà. Ở tuổi gần đất xa trời, cụ ông 93 tuổi bị cơ quan công an điều tra hành vi giết vợ 89 tuổi khiến không ít người bàng hoàng, xót xa. Thông tin với phóng viên, một lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh TT, Huế cho biết, cơ quan điều tra đang hoàn tất các thủ tục, tiến hành trưng cầu giám định tâm thần đối với nghi phạm Thẩm Thắng, 93 tuổi, trú tại tổ dân phố Giáp Tư, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà. Trước đó, ngày 21 tháng 2, nghi ngờ vợ của mình là bà Hồ Thị TH, 89 tuổi lấy tiền cho hàng xóm, giữa hai ông bà xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, ông Thắng dùng dùi gỗ đánh vào người bà TH khiến bà tử vong. Nghi phạm Thẩm Thắng bị lực lượng công an bắt giữ sau khi gây án. Do tuổi cao, sức yếu và gia đình có làm đơn bãi nại nên căn cứ vào các quy định của pháp luật, cơ quan công an quyết định cho phép nghi phạm được tại ngoại. Hơn nữa, sau khi vụ việc xảy ra, nghi phạm có nhiều dấu hiệu tâm lý bất thường nên chúng tôi sẽ hoàn tất hồ sơ, trưng cầu giám định tâm thần đối với nghi phạm, vị lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh TT, Huế chia sẻ. Tôi vô ý mà đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ ngày vụ việc xảy ra, nhiều người dân trên địa bàn phường Hương Văn, thị xã Hương Trà vẫn không khỏi bàng hoàng. Một số người dân chia sẻ, cả đời hai vợ chồng ông Thắng làm ăn lương thiện, không ai nghĩ có một ngày người đàn ông này mang tiếng giết vợ. Bà Trần Thị B, hàng xóm của vợ chồng nghi phạm cho biết, vợ chồng ông Thắng bà TH cưới nhau từ thời còn trẻ nhưng không có con. Dù vậy, họ vẫn sống hòa thuận, thương yêu nhau trong căn nhà nhỏ. Mấy hôm trước khi gây án, ông Thắng còn mua bún để bà TH ăn sáng rồi tự mình đi chợ về nấu ăn. Ông thương, chăm lo cho vợ. Khi vụ việc xảy ra, mọi người trong tổ dân phố ai cũng bất ngờ, vừa giận, vừa xót xa cho ông cụ khi gây ra nỗi bất hạnh ở những năm tháng cuối đời. Bà B hàng xóm chia sẻ, những ngày qua, căn nhà cấp 4 của ông tại phường Hương Văn được người thân, hàng xóm quan tâm, lui tới. Sau khi được cơ quan công an cho tại ngoại, ông Thắng suốt ngày lủi thủi trong nhà, chân đi tập tễnh với tâm trí bất ổn. Khi có người đến thăm, miệng cụ ông luôn lẩm bẩm, tôi vô ý mà, tôi vô ý mà. Sự say dứt đó khiến những người có mặt không khỏi